Con muốn hỏi sư là con chưa quy y thì con tự giữ giới hoặc học luật được không sư? Và con xin hỏi thêm là nếu con giữ càng nhiều giới càng tốt đúng không? Con giữ giới theo các sư có được không? Ví dụ như không ăn chiều, không xem phim sách báo hay nghe nhạc, không hưởng thụ các dục lạc như ăn ngon mặc đẹp, ngủ kỹ và nằm giường nệm xinh đẹp thoải mái. Con là tại gia cư sĩ ngoài năm giới ra thì còn những giới khác nếu còn giữ được càng nhiều giới càng tốt đúng không sư? Có một số giới của tu sĩ nếu còn giữ được thì có phải càng tốt không? Ví dụ như bảy giới tốt hơn năm giới. À, cái giới của cư sĩ nó có những cái tầng bậc như thế này. Thứ nhất, một á, là quý vị giữ năm giới. Hai là quý vị giữ năm giới mà cái giới mà không có tà dâm á, đổi là cái giới không có hành dâm. Rồi hoặc là quý vị giữ bát quan trai giới. Còn những cái giới mà trong cái giới tỳ kheo á thì có những cái việc như thế này nè. Có những cái đó nó thuộc về cái điều học chứ nó không thuộc về giới. Có những cái nó thuộc về điều học mà nó vừa thuộc về giới. Mà có những cái đó, vị tỳ kheo làm á, nó chỉ đơn giản nó giúp ích cho vị tỳ kheo đó thôi. Chứ còn bản thân quý vị làm nó chưa chắc đã có phước. Mà nếu như vị tỳ kheo đó không làm á, thì vị tỳ kheo đó sẽ có lỗi. Xin lấy ví dụ như vị tỳ kheo không có được để móng tay, thì cái chuyện mà mình không để móng tay thì nó đâu có tạo nghiệp gì. Ừ? Nó là điều học của tỳ kheo mà quý vị có giữ thì nó cũng đâu có được cái gì. Tuy nhiên giữ thì cũng cũng được, nhưng mà nó xin thưa là nó cũng không, nếu mà nó giúp ích gì cho quý vị trong cái chuyện mà tu giải thoát hay không mà sư phải hỏi lại á. Rồi ví dụ như vị tỳ kheo thì phải cạo đầu, không được để tóc, nhưng mà quý vị có cạo hay không thì nó cũng đâu có ảnh hưởng gì tới quý vị đâu. Rồi vị tỳ kheo ví dụ như là vị tỳ kheo không có để y cách đêm thì nó dính dáng gì tới quý vị đấy. Rồi vị tỳ kheo là không có hẹn người nữ cùng đi thì cũng không có hẹn người nữ đi chỗ này chỗ kia thì nó cũng đâu có dính dáng tới quý vị. Hả? Không dính dáng tới quý vị hết trơn trời. Thành thử làm cư sĩ thì mình lo cái phần của cư sĩ. À, quý vị giữ được bát quan trai giới là đã tốt lắm rồi. Nhưng mà nhớ là giữ bát quan trai giới phải đúng theo tinh thần bát quan trai giới. Chứ còn không có phải là mình giữ bát quan trai giới nó chỉ đơn giản là mình không có phạm giới là đủ thì nó chưa chính xác nha. Còn quý vị muốn giữ các cái tỳ kheo giới đó, thì quý vị phải xuất gia trước rồi đó, nên xuất gia. Chứ còn có một số cái việc mà quý vị hiểu không tới đó, rồi mình giữ thì có khi nó kẹt lắm. Đương nhiên không ai cấm hết trơn á. Ví dụ như quý vị muốn nửa tháng tắm lần cũng không ai cấm quý vị ha. Rồi như sư nói, sống ở đời đó, thì mình khó mà tránh khỏi cái chuyện là có oan trái với người này người kia, cũng khó có chuyện là mình muốn ai cũng thương mình hết trơn á. Thành thử mình có tu như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà tránh khỏi những cái người không có ưa mình. Mà để làm được chuyện đó, Đức Thế Tôn đề nghị là chúng ta hãy ráng thực hành tâm từ. Nhờ thực hành tâm từ á, chúng ta thay đổi nhiều lắm. Quý vị không biết chứ còn ngay cả bản thân sư á, bản thân sư còn là cư sĩ tại gia mà cạo đầu á,
nhìn cái mặt nó kỳ, nhìn cái mặt nó cô hồn lắm, nhìn cái mặt nó ác, nhìn cô hồn lắm. Nhưng mà đến hồi tu á, thì ông sư thì kiểu gì thì kiểu thì cũng phải thực hành tâm từ, không ít thì nhiều cũng phải có thôi. Sư tin là cái chuyện đó nó thay đổi rất là nhiều. Bây giờ bản thân sư khi mà nhìn cái mặt mình cũng không có thấy cô hồn, giống như cái hồn mà chưa có xuất gia đấy. Thành thử nhờ cái chuyện chúng ta thực hành tâm từ đó, nó thay đổi một cách rất là vi diệu. Cho nên sư mong quý vị ráng nỗ lực duy trì cái việc thực hành tâm từ để cho bản thân mình được an vui.